Báo Vietnamnet xin kính chào quý vị. Chúng tôi ở đây để đưa tới quý vị và các bạn những tin tức thế giới mới nhất. Và sau đây là bản tin quốc tế được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hamas xác nhận thủ lĩnh Yahya Sinwar thiệt mạng. Ngày 18 tháng 10, phong trào Hồi giáo Hamas xác nhận thủ lĩnh Yahya Sinwar đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của quân đội Israel tại giải Gaza. Theo phóng viên tại Tel Aviv, quan chức Hamas tại Qatar Khalil Al-Haya tuyên bố Hamas sẽ không thả các con tin mà lực lượng này bắt giữ trong cuộc tấn công vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 cho đến khi cuộc xung đột ở Gaza kết thúc. Ông Khalil Al-Haya kêu gọi Israel rút quân khỏi Gaza và thả các tù nhân Palestine bị giam giữ trong các nhà tù của Israel. Quan chức này cũng khẳng định Hamas sẽ lấy lại sức mạnh sau vụ thủ lĩnh Sinwar bị sát hại. Trước đó cùng ngày, một quan chức cấp cao của Hamas, ông Bassem Naim, tuyên bố Hamas sẽ không thể bị tiêu diệt. Trước đó, ngày 17 tháng 10, Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz, thông báo rằng thủ lĩnh Yahya Sinwar của Hamas, người mà Israel cáo buộc là chỉ huy vụ tấn công của lực lượng này vào Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của quân đội Israel. Quân đội Israel không cung cấp thông tin chi tiết về chiến dịch này hay thời điểm tiến hành. Song cho biết, Sinwar là một trong ba tay súng Palestine bị thiệt mạng. Trong tòa nhà, nơi ba tay súng này ẩn nấp, không có dấu hiệu nào cho thấy có con tin trong đó. Một quan chức an ninh Israel cho hay, quân đội Israel đã tiến hành xét nghiệm DNA để khẳng định cái chết của Sinwar. Trong khi đó, Khaled Masan, giám đốc văn phòng Hamas ở nước ngoài, đã nắm quyền lãnh đạo Hamas sau khi ông Yahya Sinwar, thủ lĩnh của Hamas, bị Israel tiêu diệt. Trang tin tức LBCI của Liban dẫn các nguồn tin cho biết, ông Khaled Masan đã đảm nhận vai trò thủ lĩnh tạm quyền của Hamas, chịu trách nhiệm liên lạc với các bên chủ chốt, tham gia cuộc thương thuyết trả tự do cho con tin Israel. Ông Khaled Masan, 67 tuổi, là một trong những thành viên sáng lập của Hamas và là một trong những nhà lãnh đạo lớn tuổi nhất của tổ chức này. Theo các nguồn tin, ban lãnh đạo Hamas đã thông báo cho các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và Ai Cập về cái chết của ông Sinwar trong một chiến dịch ở Tel Al-Sultan và nhấn mạnh rằng sau cái chết của ông, các cuộc đàm phán về việc trao đổi tù nhân và chấm dứt chiến tranh sẽ ngày càng trở nên khó khăn hơn. The Times of Israel dẫn lời ông Khalil Al-Haya, một nhà lãnh đạo chính trị cấp cao của Hamas, xác nhận thủ lĩnh Yahya Sinwar đã thiệt mạng tại Gaza hồi đầu tuần này. Trong một tuyên bố bằng video, ông Al-Haya nói cái chết của thủ lĩnh Sinwar giúp củng cố thêm sức mạnh cho Hamas và thề rằng những kẻ chiếm đóng sẽ sớm hối hận vì giết ông Sinwar. Ông Khalil Al-Haya là phó thủ lĩnh của Hamas ở Gaza và là nhà đàm phán chính của nhóm. Ông Al-Haya nói thêm, 101 con tin đang bị Hamas giữ tại Gaza chỉ được thả sau khi cuộc chiến kết thúc và quân Israel rút khỏi giải đất ven biển của Palestine. Cuộc chiến ở Gaza liệu có kết thúc sau cái chết của thủ lĩnh cấp cao Hamas? Sau sự việc Israel ám sát thủ lĩnh cấp cao của Hamas, ông Yahya Sinwar, kiến trúc sư vụ tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023, các nhà lãnh đạo phương Tây, trong đó có Mỹ, EU, cho rằng đây là cơ hội để chấm dứt xung đột đã kéo dài hơn một năm qua ở Gaza. Tuy nhiên, chiến sự ở Trung Đông có sớm chấm dứt hay không còn lệ thuộc nhiều vào toan tính chính trị của Israel và Hamas. Lực lượng tuyên bố bất kỳ thủ lĩnh nào cũng có thể thay thế. Việc ám sát Sinwar và trước đó là một loạt thủ lĩnh cấp cao của Hamas đã khiến nhóm vũ trang này như rắn mất đầu. Israel coi đây là một thành tựu mang tính biểu tượng mạnh mẽ trong cuộc chiến tiêu diệt Hamas. Các nhà phân tích cho biết cơ hội đã mở ra cho Israel một lối thoát để chấm dứt giao tranh, kể cả ở những nơi xa hơn trong khu vực, như Liban, nơi Israel đang giao tranh với Hezbollah. Gia đình các con tin người Israel đang bị giam giữ ở Gaza cũng có thông điệp tương tự gửi đến Thủ tướng Netanyahu. Nhóm đại diện cho các gia đình đang kêu gọi Israel tập trung lại các nỗ lực đàm phán một thỏa thuận. Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho biết còn nhiều việc phải làm để đảm bảo cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar thực sự giáng đòn dài hạn vào Hamas. Ông lưu ý mục tiêu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn chưa đạt được vì những con tin bị Hamas bắt giữ năm ngoái vẫn chưa về nhà. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller cho biết Mỹ có kế hoạch thúc đẩy lệnh ngừng bắn và thả con tin sau cái chết của thủ lĩnh Yahya Sinwar. Ông cho biết,
Tổng thống Joe Biden mong đợi sẽ nói chuyện với Thủ tướng Netanyahu về triển vọng chấm dứt chiến tranh và thả con tin. Trước hết, chúng tôi đã cố gắng đạt được lệnh ngừng bắn để đưa con tin về nhà, giảm bớt đau khổ cho người dân Palestine và chấm dứt chiến tranh đã kéo dài trong nhiều tháng này. Trở ngại chính để đạt được lệnh ngừng bắn và chấm dứt chiến tranh chính là Sinhua, người đã từ chối đàm phán trong những tuần gần đây. Đến nay, rõ ràng là trở ngại đó đã được gỡ bỏ. Chính quyền Mỹ tin tưởng đã loại bỏ rào cản chính cho đàm phán bởi thủ lĩnh Sinhua là người theo đường lối cứng rắn. Và trong suốt các cuộc đàm phán ngừng bắn với Israel, ông được coi là người có tiếng nói cuối cùng về bất kỳ thỏa thuận nào cho Gaza và việc thả con tin. Ông luôn kiên trì các yêu cầu đòi thả hàng trăm tù nhân Palestine, rút toàn bộ lực lượng Israel khỏi Gaza và ngừng bắn lâu dài. Do đó, giới lãnh đạo chính trị của Hamas tại Qatar có thể linh hoạt hơn trong đàm phán và có thể chịu áp lực từ Qatar. Giới lãnh đạo Mỹ cũng cho biết sẽ cử Ngoại trưởng Antony Blinken đến Israel trong vài ngày nữa và các cuộc đàm phán sẽ bao gồm các thỏa thuận hậu chiến cho Gaza. Tuy vậy, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố chiến tranh ở Gaza chỉ có thể chấm dứt nếu Hamas hạ vũ khí và trao trả tất cả các con tin. Ông tuyên bố trục khủng bố do Iran xây dựng đang sụp đổ. Trên thực tế, rất ít có dấu hiệu Thủ tướng Israel tìm kiếm một kết thúc cho xung đột bởi quân đội nước này vẫn tăng cường các hoạt động của mình ở phía bắc Gaza trong những tuần gần đây. Giới quan sát cho rằng, với tình thế đang bị xét xử vì cáo buộc tham nhũng, cuộc chiến kéo dài sẽ cho phép ông tận hưởng sự ủng hộ tăng lên sau mỗi lần thành công trên chiến trường. Trong khi đó, Hamas vẫn tỏ ra thách thức, tuyên bố sẽ chuyển sang giai đoạn mới và leo thang trong cuộc đối đầu với Israel. Phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc khẳng định tinh thần kháng cự sẽ được củng cố hơn nữa sau vụ việc, ám chỉ khả năng đáp trả của Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này tại Trung Đông. Israel truy đuổi và tiêu diệt thủ lĩnh Hamas Yahya Sinhua như thế nào? Quân đội Israel đã truy đuổi thủ lĩnh Hamas Yahya Sinhua trong hơn một năm kể từ lúc ông này biến mất ngay sau khi chỉ huy cuộc đột kích bất ngờ vào Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023. Yahya Sinhua, 61 tuổi, được cho là dành phần lớn thời gian ẩn nấp trong các đường hầm bên dưới dải Gaza cùng một nhóm vệ sĩ và lá chắn sống là các con tin bị bắt giữ từ Israel. Cuối cùng, trong một cuộc chạm trán tình cờ với đội tuần tra của Israel ở phía nam Gaza, thủ lĩnh Hamas đã bị tiêu diệt. Theo tờ Tripos và hãng tin BBC, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết một đơn vị thuộc lữ đoàn Bislamat 828 đang tuần tra ở Tan An Sultan, một khu vực ở Rafah, hôm 16 tháng 10 thì phát hiện 3 chiến binh. Hai phía đã giao tranh và quân đội Israel đã tiêu diệt cả 3. Vào thời điểm đó, cuộc đấu súng dường như không có gì đáng chú ý và những người lính Israel tới sáng hôm sau mới quay lại hiện trường. Họ kiểm tra những người chết và phát hiện một trong những thi thể có ngoại hình giống hệt thủ lĩnh Hamas. Các thi thể vẫn được giữ nguyên vị trí do nghi ngờ có bẫy mìn. Song, một phần ngón tay của người có ngoại hình giống ông Sinhua được lấy đi và gửi tới Israel để xét nghiệm. Tới cuối ngày 17 tháng 10, Israel tuyên bố đã hoàn tất xét nghiệm và khẳng định thủ lĩnh Hamas Yahya Sinhua đã bị tiêu diệt. Người phát ngôn của IDF Daniel Hungary cho biết, binh lính Israel xác định được 3 người đàn ông chạy từ nhà này sang nhà khác và giao tranh với họ. Sau đó, 3 người này tách nhau ra. Người đàn ông được xác định là thủ lĩnh Hamas đã chạy một mình vào một trong các tòa nhà và bị máy bay không người lái phát hiện rồi bị tiêu diệt. Theo ông Hungary, không có con tin nào bị Yahya Sinhua dùng làm lá chắn sống có mặt ở đó và nhóm vệ sĩ nhỏ của ông này cũng không hiện diện. Israel nhận định thủ lĩnh Hamas đang cố gắng di chuyển mà không bị phát hiện hoặc đã mất nhiều người bảo vệ. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố việc tiêu diệt ông Sinhua là một thành công lớn nhưng cảnh báo rằng cuộc chiến của Israel ở Gaza vẫn chưa kết thúc. Giới chức phương Tây phản ứng về cái chết của thủ lĩnh Hamas. Theo RT, trong ngày 17 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã thông báo về việc hạ sát thủ lĩnh Hamas Yahya Sinhua tại dải Gaza. Ngay lập tức, các nhà lãnh đạo phương Tây đã lên tiếng về thông tin này. Hôm nay là một ngày tốt lành cho Israel, cho Mỹ và cả thế giới. Chiến dịch của IDF cho thấy không một phần tử khủng bố nào có thể thoát khỏi công lý. Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, Tổng thống Biden sau đó so sánh cái chết của thủ lĩnh Sinhua với trùm khủng bố Osama Bin Laden năm 2021, nói rằng sẽ sớm liên lạc với Thủ tướng Israel Netanyahu để thảo luận về cách chấm dứt xung đột ở Gaza. Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris gọi cái chết của thủ lĩnh Sinhua là cơ hội để mở ra một tương lai ở Gaza, nơi Hamas không nắm quyền.
Bên phía Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron nói thủ lĩnh Sinwa là kẻ phải chịu trách nhiệm cho chính vụ tấn công vào Israel, đồng thời kêu gọi Hamas trả tự do cho toàn bộ con tin đang bị bắt giữ ở Gaza. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock mô tả thủ lĩnh Sinwa là kẻ khủng bố tàn bạo, thúc giục Hamas đầu hàng để chấm dứt nỗi khổ của người dân ở Gaza. Tôi sẽ không thương tiếc cho cái chết của một thủ lĩnh khủng bố. Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani coi chiến dịch hạ sát thủ lĩnh Sinwa là hành động tự vệ của Israel, kỳ vọng rằng sự biến mất của nhân vật này sẽ mở đường cho một lệnh ngừng bắn. Israel duyệt xong mục tiêu ở Iran, tấn công chỉ là vấn đề thời gian. Ngày 1 tháng 10, Iran phóng gần 200 tên lửa đạn đạo vào Israel để đáp trả việc Israel tiêu diệt các thủ lĩnh Hamas và Hezbollah, cũng như một vị tướng của quân đoàn vệ binh cách mạng Iran vào tháng 9. Hôm 17 tháng 10, một nguồn tin Israel giấu tên nói với hãng ABC News rằng Thủ tướng Netanyahu đã phê duyệt danh sách các mục tiêu. Tuy nhiên, nguồn tin không cung cấp bất kỳ thông tin cụ thể nào về các mục tiêu hoặc liệu chúng có liên quan tới quân đội Iran không. Báo cáo của ABC cũng lưu ý, Israel vẫn chưa đưa ra mốc thời gian nào cho các cuộc tấn công trả đũa. Trước đó, đài truyền hình Khan của Israel đưa tin, giới chính trị đã quyết định xong các mục tiêu tấn công ở Iran và hiện mọi việc chỉ còn là vấn đề thời gian. Nguồn tin của Khan cũng cho biết, Israel đã mô tả kế hoạch tấn công chung với Mỹ, nhưng vẫn chưa đưa ra thông tin cập nhật về các mục tiêu cụ thể và các mục tiêu cũng có thể thay đổi vào giờ chót. Đầu tuần này, tờ Washington Post đưa tin, Thủ tướng Israel Netanyahu đã hứa với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Israel sẽ chỉ tấn công các mục tiêu quân sự của Iran để đáp trả. Cam kết này được đưa ra sau khi người đứng đầu nước Mỹ thúc giục nhà lãnh đạo Israel kiềm chế không tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ hoặc hạt nhân của Tehran. Trong khi đó, Tehran đã thúc giục nhà nước Do Thái kiềm chế không thực hiện thêm các bước leo thang không cân xứng. Hôm 16 tháng 10, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã thông báo với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres rằng Iran sẽ đưa ra phản ứng quyết đoán và đáng tiếc nếu Israel chọn tấn công nước này để trả đũa các cuộc tấn công bằng tên lửa ngày 1 tháng 10. Trước đó, Nga đã từng cảnh báo hậu quả khi Israel tấn công cơ sở hạt nhân Iran. Ông Ryabkov nhấn mạnh, hành động tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran sẽ là thảm họa. Và Nga đã nhiều lần cảnh báo cũng như tiếp tục cảnh báo Israel không nên cân nhắc khả năng xảy ra các cuộc tấn công như vậy. Đây sẽ là một diễn biến thảm khốc và phủ nhận hoàn toàn mọi nguyên tắc hiện có trong lĩnh vực đảm bảo an toàn hạt nhân. Thứ trưởng Ngoại giao Nga nhấn mạnh, căng thẳng giữa Iran và Israel leo thang nhanh chóng kể từ khi Tehran phóng gần 200 tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel hôm 1 tháng 10. Iran cho biết đây là đòn trả đũa cho hành vi giết hại các nhà lãnh đạo của phong trào Hồi giáo Hamas và nhóm vũ trang Hezbollah, cùng một vị tướng của vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC trong tháng 9. Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant sau đó tuyên bố, phản ứng của Israel đối với cuộc tấn công bằng hàng trăm tên lửa của Iran sẽ là chết chóc, chính xác tuyệt đối và bất ngờ. Thậm chí các nhà lập pháp Israel còn kêu gọi tấn công tàn phá cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, bao gồm các cơ sở hạt nhân của nước này. Hôm 17 tháng 10, ABC News đưa tin Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phê chuẩn một loạt mục tiêu để lực lượng phòng vệ Israel IDF tấn công đáp trả. Chia sẻ với hãng tin RT vào tuần trước, một nguồn tin từ Iran cho hay nếu Israel quyết định tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran như nhà máy lọc dầu, nhà máy điện và cơ sở hạt nhân, Tehran sẽ đáp trả bằng cách tấn công các mục tiêu tương tự ở Israel. Cũng trong tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo Israel không nên tấn công các cơ sở hạt nhân dân sự của Iran, bởi nó sẽ bị xem là hành động khiêu khích nghiêm trọng. Thủ tướng Israel tuyên bố tiếp tục cuộc chiến ở Gaza sau khi tiêu diệt thủ lĩnh Hamas. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 17 tháng 10 cho biết, cái chết của thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar đã mang lại cơ hội hòa bình ở Trung Đông, nhưng cảnh báo cuộc chiến ở Gaza vẫn chưa kết thúc và Israel sẽ tiếp tục cho đến khi các con tin được trả tự do. Theo thông báo của quân đội Israel đưa ra hôm qua, thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch ở phía nam dải Gaza hôm 16 tháng 10. Tổng thống Israel Isaac Herzog đã hoan nghênh việc quân đội nước này tiêu diệt thủ lĩnh Hamas, đồng thời kêu gọi hành động nhanh chóng để giải cứu các con tin đang bị giam giữ ở Gaza. Theo phía Israel, 101 con tin vẫn còn ở Gaza và ít nhất một nửa trong số họ vẫn còn sống. Israel vẫn tiếp tục phong tỏa và tiến hành các cuộc tấn công tại miền bắc Gaza. Một cuộc không kích của Israel hôm qua
vào một trường học tại trại tị nạn Jabalia, đã khiến ít nhất 28 người Palestine thiệt mạng và 160 người khác bị thương. Số lượng người Palestine thương vong tiếp tục tăng mạnh trong những ngày qua. Theo thống kê của Cơ quan Y tế Palestine, các cuộc tấn công của Israel tại Gaza kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã khiến 42.438 người thiệt mạng và 99.246 người bị thương. Trong khi đó, tình hình nhân đạo tại Gaza tiếp tục xấu đi nhanh chóng. Liên Hợp Quốc hôm qua ước tính khoảng 345.000 người, tương đương 16% dân số tại Gaza, đang phải đối mặt với tình trạng đói thảm khốc vào mùa đông năm nay do lượng viện trợ giảm mạnh. Cũng trong hôm qua, Chương trình Lương thực Thế giới WFP cho biết, người dân Gaza sẽ cạn kiệt lương thực trong khoảng một tuần rưỡi nữa. Mới đây nhất, Israel đã chốt mục tiêu, chuẩn bị tấn công trả đũa Iran. Theo kênh tin tức 12 của Israel, quân đội nước này đã trình danh sách các mục tiêu có thể tấn công ở Iran cho Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant sau khi hoàn tất các công tác chuẩn bị, bao gồm cả việc phối hợp chặt chẽ với các quốc gia khác trong khu vực. KAN, một kênh truyền hình khác của Israel cho biết, giới lãnh đạo chính trị đã quyết định về các mục tiêu cụ thể nhưng không nêu rõ ai là người đã ra quyết định. Các mục tiêu đã rõ ràng, vấn đề bây giờ chỉ là thời gian, kênh truyền hình Israel dẫn nguồn cho biết. Theo kênh 12, Israel được cho là đã mô tả kế hoạch tấn công tổng quan cho Mỹ, nhưng vẫn chưa cung cấp thông tin cập nhật về các mục tiêu cụ thể. Kênh này dẫn một nguồn thạo tin cho hay, các mục tiêu cũng có thể thay đổi vào giờ chót. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói rằng, ông đồng quan điểm với Thủ tướng Netanyahu và Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel IDF Hezi Halevi về cả nhu cầu và bản chất của hành động đáp trả lần này. Ông khẳng định, kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Trước đó, ông Gallant tuyên bố Israel sẽ sớm đáp trả Iran. Đó sẽ là một phản ứng chính xác, bất ngờ và chết chóc, ông nói. Thông tin trên được đưa ra sau khi báo Washington Post đưa tin. Trong cuộc điện đàm ngày 9 tháng 10, Thủ tướng Netanyahu đã nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Israel không có kế hoạch tấn công vào cơ sở hạt nhân hay dầu mỏ của Iran. Thay vào đó, Tel Aviv muốn tấn công các mục tiêu quân sự của Iran. Washington Post cũng dẫn các nguồn tin cho biết, cuộc tấn công sẽ được thiết kế để tránh tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống của Mỹ. Theo tờ báo, lập trường mềm mỏng hơn của ông Netanyahu là yếu tố chính khiến Mỹ quyết định gửi hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo tiên tiến TAS cùng quân nhân vận hành đến Israel. Trước đó, Israel được cho là đang cân nhắc tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ hoặc địa điểm hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, cả hai đều bị Mỹ phản đối vì có nguy cơ làm leo thang chiến sự, bao gồm các cuộc trả đũa sau đó của Iran nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Israel hoặc các quốc gia khác trong khu vực. Israel công bố video giây phút cuối cùng của thủ lĩnh Hamas. Quân đội Israel ngày 17 tháng 10 công bố đoạn video quay bằng máy bay không người lái được cho là ghi lại những giây phút cuối cùng của lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar ở miền nam dải Gaza. Ngày 17 tháng 10, lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar đã bị tiêu diệt tại một địa điểm không xác định. Giới chức Israel lập tức ăn mừng trước cái chết của một nhân vật có sức ảnh hưởng quan trọng đối với các hoạt động quân sự của Hamas, bao gồm các cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 vào Israel. Tối 17 tháng 10, theo giờ địa phương, phát ngôn viên quốc tế của IDF, Trung tá Nadav Sosani đăng video dài 48 giây trên mạng xã hội, mô tả đó là những khoảnh khắc cuối cùng của Sinwar. Cảnh quay từ máy bay không người lái cho thấy một ngôi nhà bị đánh bom ở đâu đó tại Gaza. Bên trong có một người mặc đồ che kín ngồi trên ghế bành. Mặc dù Trung tá Sosina mô tả cảnh quay là thô, nhưng video đã dừng lại và ghi chú người đang ngồi là Sinwar bằng đường viền màu đỏ. Một trong hai cánh tay của người đàn ông dường như bị thương. Bằng cánh tay còn lại, người đàn ông ném thứ có vẻ như là một cây gậy hoặc một thanh kiếm vào máy bay không người lái. Vật thể trượt mục tiêu, nhưng video dừng lại ở điểm đó. Theo tờ Jerusalem Post, các đơn vị của lữ đoàn 828 Bislett đã tiêu diệt Sinwar vào ngày 16 tháng 10 trong một hoạt động không được lên kế hoạch tại khu phố Rafah của Tel Sultan ở phía nam Gaza. Theo tờ báo, thủ lĩnh Hamas đã bị một máy bay không người lái giám sát phát hiện khi đang bay vào một tòa nhà. Xe tăng nổ súng vào tòa nhà và IDF cử một máy bay không người lái vào để kiểm tra mục tiêu. Sau khi Sinwar tấn công máy bay không người lái, xe tăng lại bắn vào tòa nhà. Hình ảnh đồ họa về những gì có vẻ là Sinwar bị chôn vùi dưới đống đổ nát đã lan truyền trên mạng xã hội.
IDF xác nhận danh tính của Sinwa bằng cách đối chiếu hồ sơ nha khoa và dấu vân tay từ thời điểm thủ lĩnh Hamas bị bắt giữ. Truyền thông Israel đưa tin, một trong những ngón tay của Sinwa đã bị cắt đứt và được đưa đến phòng xét nghiệm để nhận dạng nhanh hơn. Một phóng viên kênh 12 của Israel đăng ảnh về những vật dụng được tìm thấy trên người Sinwa. Trong số đó có kẹo bạc hà, tiền, bật lửa, súng trường Kalashnikov, thẻ nhân viên của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine, UNRWA. Hiện Hamas vẫn chưa lên tiếng về điều này. Việc tiêu diệt được Yahya Sinwa làm dấy lên hy vọng cho những gia đình Israel có người nhà bị Hamas bắt làm con tin ở Gaza về một thỏa thuận ngừng bắn mới sẽ được chấp thuận. Tuy nhiên, người dân ở Gaza vẫn nghĩ rằng chiến tranh chưa thể kết thúc. Dẫu vậy, cái chết của Sinwa cũng có thể làm gia tăng sự căng thẳng ở Trung Đông, nơi vốn luôn có nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh khu vực giữa nhiều bên. Yahya Sinwa từ lâu đã được coi là một trong những người hoạch định chiến lược quan trọng và bắt đầu lãnh đạo Hamas ở Gaza. Từ năm 2017, Sinwa mới đương nhiệm vị trí thủ lĩnh Hamas ngày 6 tháng 8 sau khi cựu thủ lĩnh Haniyeh bị Israel ám sát tại Tehran, Iran vào cuối tháng 7. Israel nói tiêu diệt thủ lĩnh Hamas Sinwa. Quân đội Israel tối ngày 17 tháng 10 tuyên bố đã hạ thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwa trong một hoạt động quân sự gần đây ở dải Gaza. Thời báo Israel dẫn lời lực lượng phòng vệ nước này, IDF và cơ quan tình báo Shin Bet tối ngày 17 tháng 10 cho biết thủ lĩnh Sinwa của Hamas, người lên kế hoạch cho cuộc tấn công Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023, đã bị tiêu diệt trong một vụ đọ súng ở thành phố Rafah thuộc dải Gaza. Các hoạt động quân sự Israel dần thu hẹp khu vực hoạt động của Sinwa, cuối cùng dẫn đến cái chết của nhân vật này, thông cáo chung từ IDF và Shin Bet viết. IDF sau đó đã công bố video được một thiết bị bay không người lái, drone, quay lại cho thấy một người đàn ông được cho là thủ lĩnh Hamas Sinwa đang ngồi trên chiếc ghế tại tầng 2 của một công trình đổ nát. Sau khi phát hiện chiếc drone trên, người đàn ông đã cầm một chiếc gậy ném về chiếc drone. Liên quan tới việc thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwa bị tiêu diệt, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết nhân vật này đã ẩn náu tại nơi mà lực lượng của Israel tấn công trong một thời gian dài. Tuy nhiên, phía Israel không biết ông ta ở đó, vẫn tiếp tục hành động và trong một cuộc tấn công, các lực lượng Israel phát hiện 3 tên khủng bố chạy trốn từ nhà này sang nhà khác. Người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel nói, các lực lượng có mặt trong khu vực đã tấn công những tên khủng bố và chúng tách ra sau khi bị bắn. Yahya Sinwa chạy một mình vào một trong những tòa nhà. Chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết thêm, cùng với những tên khủng bố mà chúng tôi đã tiêu diệt, không có con tin nào. Hiện tại, các lực lượng đang thận trọng rà soát khu vực để đảm bảo an toàn cho binh lính của chúng tôi. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong thông cáo đưa ra tối ngày 17 tháng 10 tuyên bố cuộc xung đột ở dải Gaza vẫn chưa kết thúc và mọi thứ chỉ chấm dứt nếu Hamas hạ vũ khí và trao trả các con tin. Bình luận về việc này, trong một bài phát biểu với phóng viên sau khi hạ cánh xuống Berlin, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết hôm nay là một ngày tốt lành cho thế giới. Tôi đã gọi cho Benjamin Netanyahu để chúc mừng ông ấy vì đã tiêu diệt được Sinwa. Ông Biden nhấn mạnh, bây giờ là thời điểm để tiến tới một lệnh ngừng bắn ở Gaza và đảm bảo rằng chúng ta đang tiến tới một hướng tốt đẹp hơn cho cả thế giới. Đã đến lúc cuộc chiến này kết thúc và đưa những con tin trở về nhà. Theo hãng tin Reuters của Anh ngày 18 tháng 10, tới nay Hamas chưa có bình luận chính thức, nhưng các nguồn tin trong phong trào Hồi giáo này cho biết có dấu hiệu cho thấy thủ lĩnh của họ, ông Sinwa đã bị giết chết trong một cuộc tấn công của Israel ở khu vực Tan El Sultan thuộc miền Nam Gaza. Cái chết của thủ lĩnh Hamas đánh dấu một bước tiến lớn cho quân đội Israel và thủ tướng Benjamin Netanyahu sau hàng loạt vụ ám sát các nhà lãnh đạo quan trọng của kẻ thù trong những tháng gần đây. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố vừa loại bỏ một chỉ huy của Hezbollah ở miền nam Liban. Giữa lúc, nhóm vũ trang Hồi giáo thân Iran tiếp tục phóng tên lửa tấn công xuyên biên giới. Báo Time of Israel trích dẫn thông cáo của IDF cho biết, Hezbollah đã bắn khoảng 30 quả tên lửa từ Liban vào các khu dân cư ở miền bắc Israel hôm 16 tháng 10. Mặc dù hệ thống phòng không của Israel đã bắn chặn thành công phần lớn số tên lửa đó, nhưng một số tên lửa đã gây ảnh hưởng cho vùng Galilee. Nhà chức trách Israel thống kê, một ngôi nhà tại thị trấn Mada Ankrum của người Ả Rập ở miền bắc đất nước đã bị tên lửa nhắm trúng. 4 người bị thương nhẹ do các mảnh đạn văng trúng và đang được điều trị tại trung tâm y tế Galilee.
Sau đó trong ngày, IDF thông báo đã tiêu diệt Jalal Mustafa Hariri, chỉ huy quân sự quận Kafr Kana của Hezbollah trong một cuộc không kích ở miền nam Liban. Tel Aviv cáo buộc Hariri chịu trách nhiệm lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động khủng bố chống Israel. IDF khẳng định đã loại bỏ ông ta cùng các chỉ huy Hezbollah khác đang quản lý hỏa lực pháo binh và hỏa lực chống tăng của nhóm trong khu vực. Trong khi đó, Hezbollah cho biết các chiến binh của nhóm ở miền nam Liban đã giao tranh với binh lính Israel ở cự ly gần làng Al-Khawza, miền nam Liban. Tuy nhiên, Hezbollah không đề cập đến tổn thất của nhóm trong sự cố. Thiếu hụt nghiêm trọng tên lửa đánh chặn, Israel đối mặt nguy hiểm gia tăng. Theo tờ Financial Times, hệ thống TASS của Mỹ không chỉ giúp Israel lấp đầy khoảng trống thiếu hụt đạn dược, mà còn đề phòng một cuộc tấn công khác từ phía Iran sẽ làm căng thẳng hệ thống phòng không Israel. Vấn đề đạn dược của Israel hiện rất nghiêm trọng, bà Dana Straw, cựu quan chức quốc phòng cấp cao Mỹ, phụ trách chính sách Trung Đông cho biết. Theo bà Straw, một phản ứng kết hợp giữa Iran và nhóm vũ trang Hezbollah ở Liban sẽ làm căng thẳng hệ thống phòng không Israel, giữa lúc Mỹ cũng đang gần điểm giới hạn. Mỹ không thể tiếp tục cung cấp cho cả Ukraine và Israel với tốc độ như hiện nay, bà nói. Financial Times đưa tin, khả năng phòng thủ của lực lượng phòng vệ Israel IDF chống lại cuộc tấn công của Iran hôm 1 tháng 10 đã kém hơn so với cuộc tấn công mà Tehran triển khai hồi tháng 4. Thời điểm Israel với sự giúp đỡ của Mỹ và các đồng minh đã đánh chặn được 99% tên lửa và máy bay không người lái UAV của Iran. Còn theo giới phân tích, giữa lúc Hezbollah bắn tên lửa hàng ngày, Israel đã buộc phải chọn các địa điểm để ưu tiên phòng thủ. Chúng ta vẫn chưa thấy hết khả năng của Hezbollah. Nhóm vũ trang mới chỉ sử dụng khoảng 1/10 năng lực như ước tính trước khi bùng nổ giao tranh, cựu tướng IDF Asaf Orion nhận định. Ông Ehud Elam, cựu nghiên cứu viên Bộ Quốc phòng Israel, cho biết thêm trong cuộc tấn công của Iran hôm 1 tháng 10. Dường như IDF đã để dành một số tên lửa đánh chặn Arrow để đề phòng Iran có thể bắn loạt đạn tiếp theo vào Tel Aviv. Tướng Iran tuyên bố có vũ khí bí mật mạnh hơn bom hạt nhân. Theo đài RT, ông Rostami, người giữ chức vụ thư ký Ủy ban Phát triển và Trang thiết bị của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, đã đưa ra tuyên bố gây chú ý trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Iran ngày 16 tháng 10. Quan chức này ủng hộ lời kêu gọi của các nhà lập pháp Iran về việc thay đổi học thuyết quân sự phi hạt nhân của đất nước trước mối đe dọa bị Israel tấn công. Song, ông lưu ý họ không biết về một số khía cạnh vì chúng liên quan đến những thông tin tuyệt mật. Theo ông Rostami, Tehran đang sở hữu các vũ khí vượt trội hơn nhiều so với vũ khí hạt nhân, ám chỉ những khí tài như vậy từng được triển khai trong quá khứ. Vị tướng này cũng nhắc lại một số cuộc tấn công vào các tàu chở dầu ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE năm 2019. Khi Mỹ muốn giảm xuất khẩu dầu mỏ của chúng tôi, đã có một số hoạt động chiến thuật. Tôi sẽ không nói ai đã thực hiện chúng, nhưng 5 tàu chở dầu đã phát nổ tại cảng Fujairah, được canh gác nghiêm ngặt. Họ thậm chí còn không biết cuộc tấn công đến từ đâu. Họ thậm chí đã đệ đơn khiếu nại lên Liên Hợp Quốc. UAE đã cáo buộc chúng tôi, nhưng không thể đưa ra bằng chứng. Đây là một số ví dụ mà tôi có thể đề cập đến, ông Rostami nói. Căng thẳng giữa Iran và Israel leo thang sau hàng loạt vụ hạ sát các thủ lĩnh và quan chức cấp cao của nhóm phong trào Hồi giáo Hamas và nhóm vũ trang Hezbollah, cũng như một tướng IRGC hồi tháng trước. Để trả đũa, Iran đã thực hiện cuộc tấn công tên lửa đạn đạo lớn chưa từng có vào lãnh thổ Israel tối 1 tháng 10 và khẳng định chỉ nhắm vào các cơ sở quân sự. Một nguồn tin Iran tuần trước tiết lộ, nếu Tel Aviv quyết định nhắm bắn vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này, Tehran sẽ đáp trả bằng cách tấn công các nhà máy lọc dầu của chính Israel. Các vụ tập kích nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở hạt nhân cũng sẽ dẫn đến những động thái ăn miếng trả miếng tương ứng. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant tuyên bố vào tuần trước, Tel Aviv sẽ đáp trả Tehran một cách chính xác và gây chết chóc. Đối với vụ các lực lượng Iran phóng 180 quả tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel tối 1 tháng 10, hãng tin Nur News dẫn lời phát ngôn viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Behrout Kamanvandi hôm 16 tháng 10 lưu ý khả năng Israel nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran là thấp, nhưng bất kỳ thiệt hại tiềm tàng nào cũng sẽ buộc đối phương phải trả giá nhanh chóng.
Theo một tuyên bố cùng ngày từ văn phòng của Ngoại trưởng Iran, ông Abbas Araghchi đã nói với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres trong một cuộc điện đàm rằng dù nỗ lực hết mình để bảo vệ hòa bình và an ninh của khu vực, nhưng Iran hoàn toàn sẵn sàng cho một phản ứng quyết liệt và đáng tiếc đối với bất kỳ hành động phiêu lưu nào của Israel. Ông Araghchi kêu gọi Liên Hợp Quốc sử dụng mọi nguồn lực để ngăn chặn các hành động sai trái và gây hấn của Israel, cũng như cung cấp viện trợ nhân đạo tới Liban và Gaza. Điều khoản bí mật trong kế hoạch chiến thắng của Ukraine. Trợ lý Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak cho biết, ngoài 5 điểm chính, kế hoạch chiến thắng của nước này còn 3 điều khoản bí mật đã được chia sẻ với các đối tác phương Tây. Trợ lý hàng đầu của Tổng thống Ukraine, ông Mikhail Podolyak, ngày 16 tháng 10 cho biết, phần bí mật của kế hoạch chiến thắng được lãnh đạo nước này tiết lộ bao gồm mục tiêu mà Kiev muốn nhắm đến trong các cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Phát biểu với RBC Ukraine, ông Podolyak cho biết, phần bí mật của kế hoạch nói trên không được tiết lộ với công chúng. Phần này bao gồm danh sách các mục tiêu, kế hoạch hành động và chi tiết về các loại vũ khí cần thiết để thực hiện các cuộc tấn công như vậy chống lại Nga. Trong phần phụ lục có ghi rõ, loại vũ khí nào nên được sử dụng để phá hủy hậu cần ở rất xa tiền tuyến, mục tiêu nào sẽ bị tấn công và cần bao nhiêu vũ khí để thực hiện, ông Podolyak tiết lộ. Trước đó, Tổng thống Zelensky đã trình bày kế hoạch chiến thắng của Ukraine trước Quốc hội nước này. Kế hoạch bao gồm 5 điểm: gia nhập NATO, khía cạnh quốc phòng, răn đe sự xâm nhập của Nga, tăng trưởng và hợp tác kinh tế, kiến trúc an ninh hậu xung đột. Trong những tuần gần đây, ông Zelensky đã tới các nước phương Tây để trình bày kế hoạch này nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của họ. Phần công khai của kế hoạch bao gồm một số yêu cầu đối với các nước ủng hộ phương Tây như đề nghị lời mời gia nhập NATO ngay lập tức, dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công Nga, triển khai một gói răn đe chiến lược phi hạt nhân toàn diện trên lãnh thổ Ukraine. Đề nghị về lời mời gia nhập NATO dường như đã gây ra phản ứng trái chiều ở phương Tây. Đặc phái viên của Mỹ tại NATO, Julianne Smith, cho biết mặc dù khối này vẫn cam kết với con đường gia nhập không thể đảo ngược của Kiev, nhưng việc trở thành thành viên của liên minh quân sự này thực tế không phải là vấn đề ngắn hạn. Đến nay, hầu hết các nước thành viên NATO, bao gồm cả Mỹ, đều có chung quan điểm rằng Ukraine sẽ được kết nạp vào liên minh, nhưng không phải trong tương lai gần. Phương Tây cũng chưa đáp ứng đề nghị của Kiev về việc nới lỏng hạn chế, cho phép Ukraine dùng vũ khí viện trợ tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Phản ứng về kế hoạch chiến thắng của Ukraine, Điện Kremlin ngày 16 tháng 10 cho biết, còn quá sớm để bình luận chi tiết, song Ukraine cần tỉnh táo để nhận ra sự vô ích của kế hoạch mà họ đang theo đuổi. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky phi thực tế và là kế hoạch gây bất hạnh cho Ukraine. Trước đó trong ngày, Nhà Trắng tuyên bố ông Zelensky đã có cuộc trò chuyện với Tổng thống Joe Biden tại thủ đô Washington. Ông Biden sau đó đã công bố gói viện trợ quân sự mới cho Kiev trị giá 425 triệu USD, bao gồm cả năng lực phòng không, đạn dược, tên lửa không đối đất, xe thiết giáp. Tổng thư ký NATO lên tiếng sau khi Tổng thống Ukraine công bố kế hoạch chiến thắng, phát biểu trong một cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ hôm 16 tháng 10. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Mark Rutte cho biết, NATO ghi nhận và sẽ thảo luận về kế hoạch chiến thắng của Ukraine. Theo ông Rutte, có rất nhiều điểm trong kế hoạch chiến thắng của Ukraine mà NATO sẽ phải nghiên cứu sâu hơn, hiểu rõ những gì đằng sau nó. Nhưng việc này sẽ diễn ra sau cánh cửa đóng kín và với các đồng minh. Không bình luận về mọi yếu tố trong kế hoạch chiến thắng của Ukraine. Nhưng ông Rutte cho rằng, rõ ràng đây là một tín hiệu mạnh mẽ từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và đội ngũ của ông Zelensky. Tuy nhiên, theo Tổng thư ký NATO, điều đó không có nghĩa là ông có thể nói rằng ông ủng hộ toàn bộ kế hoạch vì còn có nhiều vấn đề cần phải hiểu rõ hơn và có thể sẽ có một số quan điểm khác nhau về các khía cạnh cụ thể của kế hoạch. Nhưng ông Rutte cũng nhấn mạnh rằng điều đó không có nghĩa là NATO không hoàn toàn ủng hộ Ukraine trong việc đảm bảo rằng Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin không đạt được mục đích của mình và rằng Kiev sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này với Moskva. Ông Rutte cho biết thêm, NATO đã và đang thảo luận với các đồng minh, đồng thời sẽ đưa kế hoạch chiến thắng của Ukraine lên bàn cuộc họp giữa Ukraine và NATO vào tối ngày 17 tháng 10 với sự tham dự của các bộ trưởng quốc phòng. Theo ông Rutte, tại hội nghị thượng đỉnh NATO, các đồng minh đã đồng ý rằng
con đường gia nhập NATO của Ukraine là không thể đảo ngược và Ukraine đang gần NATO hơn bao giờ hết. Trước đó cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày bản kế hoạch chiến thắng trước Quốc hội Ukraine. Cốt lõi trong kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Zelensky là mong muốn của Ukraine có được lời mời gia nhập NATO, tạo tiền đề cho tư cách thành viên đầy đủ của NATO. Kế hoạch cũng nêu rõ các điều khoản nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Ukraine, thực hiện gói răn đe chiến lược phi hạt nhân và phát triển nền kinh tế đất nước. Tổng thống Ukraine lần đầu tiên trình bày kế hoạch chiến thắng với Tổng thống Mỹ Joe Biden trong chuyến thăm Nhà Trắng vào tháng 9. Chính quyền ông Biden đã ra lệnh tăng cường hỗ trợ bổ sung cho Ukraine trong chuyến thăm đó và công bố gói viện trợ 375 triệu USD, nhưng không đáp ứng yêu cầu của Kiev về việc cho phép tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Liên bang Nga. Bình luận về kế hoạch chiến thắng của Ukraine ngày 16 tháng 10, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho biết một kế hoạch hòa bình thực sự sẽ yêu cầu Kiev phải tỉnh táo và nhận ra sự vô ích của chính sách mà họ đang theo đuổi. Ông Zelensky tuyên bố Ukraine đang có chiến tranh với ba nước. Ukraine đang trong tình trạng chiến tranh với ba quốc gia, Nga, Iran và Triều Tiên. Ông Zelensky phát biểu khi trình bày kế hoạch chiến thắng của mình trong bài phát biểu tại Verkhovna Rada, Quốc hội Ukraine. Ông Zelensky đã trình kế hoạch chiến thắng cho Ukraine lên Quốc hội vào ngày 16 tháng 10. Tài liệu này bao gồm 5 điểm chính, trong đó có lời mời Kiev gia nhập NATO, kiềm chế Nga bằng biện pháp phi hạt nhân và ký kết một thỏa thuận đặc biệt về quốc phòng chung và đầu tư vào khai thác và sử dụng uranium, titan và lithium với Liên minh châu Âu và Mỹ. Báo Washington Post viết, sự mệt mỏi đang gia tăng ở Mỹ và châu Âu do cuộc xung đột ở Ukraine đang ảnh hưởng đến kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky. Ấn phẩm cho biết, sự hoài nghi và mệt mỏi đang gia tăng ở cả hai bờ đại dương và thậm chí một số người ủng hộ nhiệt thành nhất của Ukraine cũng thừa nhận rằng thời gian của phương Tây để duy trì cuộc chiến ở Kiev đang không còn nhiều. Bài báo lưu ý rằng kế hoạch của ông Zelensky có thể sẽ còn lâu mới đạt được chiến thắng thực sự mà nhiều người phương Tây mong đợi. Đồng thời, không có sự đồng thuận giữa các nước phương Tây về việc phần nào trong danh sách mong muốn của ông Zelensky nên được thực hiện. Trong trường hợp tốt nhất, ông có thể hy vọng vào sự hỗ trợ của phương Tây trong quá trình đàm phán để chấm dứt xung đột, ấn phẩm viết. Báo Corriere della Sera đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ hoài nghi về những điểm mấu chốt trong kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky do yêu cầu sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga và việc Ukraine tăng tốc gia nhập NATO. Ông Zelensky lập luận vào tháng 8 rằng kế hoạch này bao gồm một gói mạnh mẽ nhằm buộc Nga chấm dứt chiến tranh bằng con đường ngoại giao. Trong một diễn biến khác, theo tờ Pravda của Ukraine, ông Zelensky cho biết việc thực hiện kế hoạch hòa bình phụ thuộc vào đối tác của Ukraine, không phải Nga. Ông Zelensky cho biết Ukraine và các đối tác nên cùng nhau hợp tác để thay đổi hoàn cảnh để chiến tranh kết thúc và Nga bị buộc phải hòa bình. Điểm đầu tiên và rất quan trọng là lời mời gia nhập NATO. Ngay bây giờ, đó là quyết định về cách các đối tác nhìn nhận vị trí của Ukraine trong cấu trúc an ninh. Tổng thống Zelensky cho biết điểm thứ hai của kế hoạch là phòng thủ. Đó là tăng cường liên tục quốc phòng của Ukraine và chuyển hướng chiến tranh về phía Nga, theo nghĩa là chuyển giao chiến đấu sang lãnh thổ Nga. Điểm này có một phụ lục bí mật. Điểm thứ ba là sự răn đe hành động tấn công của Nga. Nó cũng có một phụ lục bí mật mà các nhà lãnh đạo Mỹ, Anh và Ý có thể tiếp cận. Ukraine đề xuất triển khai một gói răn đe phi hạt nhân toàn diện trên lãnh thổ của mình để ngăn chặn hành động xâm lược tiếp theo của Nga. Điểm thứ tư là tiềm năng chiến lược và kinh tế của Ukraine. Ngoài ra, còn có một phụ lục bí mật đang được chuyển cho Mỹ và EU quy định về một thỏa thuận với các đối tác. Điểm thứ năm được thiết kế cho giai đoạn hậu chiến. Kinh nghiệm của Ukraine nên được sử dụng cho toàn bộ liên minh và bảo vệ châu Âu. Kiev đề xuất thay thế quân đội Mỹ ở châu Âu bằng quân đội Ukraine sau chiến tranh. Bài phát biểu của Tổng thống tại Quốc hội có sự tham dự của các thành viên chính phủ Julia Svyrydenko, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Amirov, đại diện lực lượng an ninh Ukraine, bao gồm Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Oleksandr Sersky, Giám đốc Cơ quan An ninh Ukraine Vasyl Maliuk, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine Kirilo Budanov và những người khác
bao gồm các nhà ngoại giao. Sau phiên họp là cuộc họp giữa Tổng thống, ban lãnh đạo Quốc hội và người đứng đầu các phe phái và nhóm trong Quốc hội. Văn phòng Tổng thống báo cáo rằng ông Zelensky sẽ không tiết lộ đầy đủ chi tiết về kế hoạch chiến thắng của mình tại Quốc hội. Một số phụ lục của tài liệu vẫn được giữ bí mật. Điện Kremlin lên tiếng về nội dung kế hoạch chiến thắng của Ukraine. Tổng thống Ukraine ngày 16 tháng 10 trình bày kế hoạch chiến thắng gồm 5 điểm trước Quốc hội Ukraine. Ông cho biết xung đột có thể chấm dứt chậm nhất là vào năm tới nếu kế hoạch được thực hiện ngay bây giờ. Theo đài RT, tại phiên họp bất thường của Quốc hội Ukraine ngày 16 tháng 10, ông Zelensky đã công khai 5 điểm của kế hoạch chiến thắng, bao gồm lời mời vô điều kiện Ukraine gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO ngay lập tức. Việc cho phép quân Kiev sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây để tấn công các mục tiêu sâu hơn trong lãnh thổ Nga, cũng như cho phép quân Kiev tiếp tục đột kích vào lãnh thổ của xứ sở Bạch Dương. 3 điểm còn lại trong kế hoạch chiến thắng hiện vẫn được giữ kín. Nhưng chính quyền Zelensky được cho là đã chia sẻ nội dung với các nước ủng hộ Kiev. Phát biểu trước Quốc hội Ukraine ngày 16 tháng 10, Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, chúng ta thường nghe thấy từ đàm phán từ các đối tác, trong khi từ công lý ít được nhắc tới hơn nhiều. Kế hoạch của tôi nhằm giải quyết vấn đề đó, mang đến cơ hội hòa bình tử tế cho đất nước. Đài RT dẫn lời ông Zelensky khẳng định, cam kết kết nạp Ukraine vào NATO sẽ chứng minh cho Tổng thống Vladimir Putin thấy các kế hoạch địa chính trị của ông đang hướng đến thất bại. Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng ông vẫn chưa xem bài phát biểu mới nhất của Tổng thống Ukraine nên chưa thể bình luận chi tiết. Theo ông Peskov, kế hoạch của Ukraine trên thực tế có thể là một kế hoạch của Mỹ được ngụy trang để mượn tay Kiev chiến đấu với Nga. Đã có nhiều cuộc đối thoại trong nhiều tuần về một số kế hoạch hòa bình. Nhiều khả năng đó chính là kế hoạch của Mỹ để chiến đấu đến người Ukraine cuối cùng, mà ông Zelensky đã ngụy trang và gọi là kế hoạch hòa bình. Nhưng có thể có một kế hoạch khác thực sự mang lại hòa bình, là để Kiev nhận ra sự vô ích của các chính sách mà họ đang theo đuổi, nhận ra cần phải tỉnh táo và hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến cuộc xung đột này, ông Peskov nói. Cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky phi thực tế và là kế hoạch gây bất hạnh cho Ukraine. Trước đó trong ngày, Nhà Trắng tuyên bố ông Zelensky đã có cuộc trò chuyện với Tổng thống Joe Biden tại thủ đô Washington. Ông Biden sau đó đã công bố gói viện trợ quân sự mới cho Kiev trị giá 425 triệu USD, bao gồm cả năng lực phòng không, đạn dược, tên lửa không đối đất, xe thiết giáp. Thứ trưởng Ngoại giao Nga, Moscow sẽ hỗ trợ quân sự nếu Triều Tiên bị tấn công. Thứ trưởng Ngoại giao Nga, Andrei Rudenko, tuyên bố Nga sẽ hỗ trợ quân sự cho Triều Tiên nếu quốc gia này bị tấn công, theo quy định của Hiệp ước giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Ông Andrei Rudenko, ngày 15 tháng 10, chia sẻ với hãng tin TASS, nếu Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên phải đối mặt với hành động xâm lược, tất cả các biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện theo luật pháp của chúng tôi và theo luật pháp của Triều Tiên. Thứ trưởng Rudenko cho biết các điều khoản có hiệu lực đó nằm trong Hiệp ước về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia đã được đệ trình lên Duma quốc gia để phê chuẩn. Ông bổ sung, Hiệp ước nói lên tất cả với Điều 3, Điều 4. Hiệp ước đã được ký kết, vì vậy nó là công khai. Theo ông Rudenko, Điều 4 giải quyết chính xác vấn đề hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp bị xâm lược. Điều 4 quy định rằng nếu một trong hai nước bị xâm lược, bên còn lại sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết, bao gồm cả hỗ trợ quân sự. Hiệp ước về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Triều Tiên được ký tại Bình Nhưỡng vào ngày 19 tháng 6. Theo hiệp ước, hai bên dựa trên các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau đối với chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ, bình đẳng và các nguyên tắc khác của luật pháp quốc tế liên quan đến quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia. Theo bản ghi nhớ của hiệp ước, hai nước hướng đến thiết lập sự ổn định, chiến lược toàn cầu và một hệ thống quốc tế đa cực công bằng. Hiệp ước nêu rõ rằng, trong trường hợp có mối đe dọa sắp xảy ra liên quan đến hành vi xâm lược vũ trang đối với một trong hai nước, bên còn lại, theo yêu cầu, ngay lập tức kích hoạt các kênh song phương để tham vấn nhằm hỗ trợ lập trường của họ và thống nhất các biện pháp thực tế để hỗ trợ lẫn nhau nhằm giúp loại bỏ mối đe dọa.
trong trường hợp một trong hai bên bị quốc gia hoặc một số quốc gia tấn công vũ trang và do đó thấy mình trong tình trạng chiến tranh, bên kia sẽ ngay lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi cách có thể, theo Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc và theo luật pháp của Nga cùng Triều Tiên. Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn Yonhap dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc JCS cho biết sáng 15 tháng 10, Triều Tiên đã phá nổ một phần các tuyến đường kết nối với Hàn Quốc. Trước đó, Bình Nhưỡng từng tuyên bố sẽ cắt đứt các tuyến đường bộ và đường sắt từng được coi là biểu tượng cho hợp tác liên triều. Thông báo của JCS nêu rõ, Triều Tiên đã kích nổ một phần các tuyến đường Gyeonggui và Donghae ở phía bắc đường ranh giới quân sự MDL vào khoảng giữa trưa 15 tháng 10. Hiện JCS đã tăng cường hoạt động giám sát và nâng cao mức độ sẵn sàng chiến đấu nhằm đối phó với bất kỳ tình huống bất ngờ nào. Hai con đường Gyeonggui và Donghae được xây dựng trong thời kỳ hòa giải giữa hai miền Triều Tiên vào giữa những năm 2000. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, chúng không còn hoạt động do mối quan hệ căng thẳng giữa hai nước. Đường Gyeonggui được sử dụng lần gần nhất là khi quan chức Hàn Quốc rút khỏi văn phòng liên lạc chung ở Kaesong vào năm 2020 do đại dịch COVID-19. Trong khi đó, đường Donghae vẫn chưa được sử dụng kể từ hội nghị thượng đỉnh năm 2019 giữa Tổng thống Mỹ, khi đó là Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Những vấn đề ảnh hưởng lớn đến chính sách của Mỹ với Ukraine. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 này sẽ có ảnh hưởng lớn đến chính sách của Mỹ đối với Ukraine. Trong khi Mỹ đang đối mặt với nhiều vấn đề nội địa, Kiev cần phải nỗ lực hơn nữa để đảm bảo sự ủng hộ từ Washington. Theo tờ Kiev Post, Ukraine ngày 15 tháng 10, khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 chỉ còn khoảng 3 tuần nữa, mọi sự chú ý đang dồn vào cuộc đua tới Nhà Trắng. Nhiều người đều quan tâm đến việc liệu nhà lãnh đạo mới có thể thay đổi chính sách đối nội và đối ngoại của Mỹ hay không. Đặc biệt, trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với cuộc xung đột với Nga, các vấn đề liên quan đến chính sách của Mỹ đối với Ukraine trở nên cực kỳ quan trọng. Trong một bài xã luận mới đây, Pavlo Klimkin, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine, đã nêu ra những thách thức mà Ukraine sẽ phải đối mặt với vị Tổng thống Mỹ tiếp theo. Ông nhấn mạnh rằng con đường phía trước với Kiev sẽ không dễ dàng. Bất kể ai vào Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025 sau cuộc bầu cử, ông Klimkin đã chỉ ra 5 vấn đề chính sẽ ảnh hưởng mạnh đến quan hệ Mỹ-Ukraine trong thời gian tới. Thứ nhất, sự ủng hộ dành cho Ukraine không phụ thuộc vào đường lối đảng phái. Ông Klimkin cho rằng sự ủng hộ của người dân Mỹ dành cho Ukraine đã giảm sút khi cuộc xung đột kéo dài. Mặc dù các cử tri Mỹ từng ủng hộ mạnh mẽ Ukraine vào đầu cuộc xung đột, nhưng một số chính trị gia, đặc biệt trong Đảng Cộng Hòa, đã bắt đầu đặt câu hỏi về việc liệu việc gửi hàng tỷ USD viện trợ cho Ukraine có còn khả thi hay không. Điều này đặt ra thách thức lớn cho Ukraine trong việc duy trì sự hỗ trợ từ Mỹ, nơi mà các vấn đề nội bộ như lạm phát và an ninh biên giới đang chiếm ưu thế. Trong khi chúng ta phải kiên định với lập trường của Ukraine trong cuộc đối thoại với Mỹ, chúng ta cũng cần lắng nghe đối tác Mỹ và hiểu rằng họ đang theo đuổi các ưu tiên và vấn đề nóng hổi riêng, chứ không phải của chúng ta. Điều đó sẽ không thay đổi sau cuộc bầu cử, ông Klimkin lưu ý. Thứ hai, kết quả của cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ sẽ đóng vai trò rất lớn. Không chỉ cuộc bầu cử Tổng thống mà cả cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ cũng sẽ có tác động lớn đến mối quan hệ Mỹ-Ukraine. Khi 1/3 Thượng viện và toàn bộ Hạ viện sẽ tái tranh cử, kết quả của các cuộc bầu cử này sẽ ảnh hưởng đến ngân sách và những quyết định chiến lược liên quan đến hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Ông Klimkin nhấn mạnh rằng Ukraine cần phải đảm bảo rằng việc hợp tác với Tổng thống tương lai và chính quyền Mỹ không bị coi là thiên vị chính trị. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine nêu rõ, sau cuộc bầu cử, Kiev sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ đầy thách thức là đảm bảo rằng việc tập trung vào hợp tác với Tổng thống tương lai và chính quyền của họ không bị đảng kia coi là thiên vị chính trị. Thứ ba, Mỹ đang chuyển hướng tập trung khỏi châu Âu. Một thực tế không thể phủ nhận là Mỹ hiện đang quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề nội địa như lạm phát và nhập cư thay vì các cuộc xung đột ở nước ngoài. Ông Klimkin nhận định rằng dù ứng cử viên nào thắng cử thì ít người Mỹ hơn sẽ quan tâm đến các vấn đề châu Âu. Thứ tư, ông Trump và bà Harris có chiến lược không rõ ràng để giúp Ukraine. Các ứng cử viên Tổng thống hiện tại, Donald Trump và Kamala Harris, đã có những quan điểm khác nhau về cuộc chiến ở Ukraine. Cựu Tổng thống Trump tuyên bố rằng
Ông có thể chấm dứt xung đột ngay cả trước khi trở lại Nhà Trắng, trong khi bà Harris tỏ ra ủng hộ Ukraine nhưng né tránh các câu hỏi cụ thể. Thứ năm, không ứng cử viên nào hiểu được cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Dù đã có một lịch sử lâu dài với Ukraine, cả Tổng thống Biden và cựu Tổng thống Trump đều dường như không nắm bắt rõ ràng về cách thức cuộc chiến đang diễn ra. Ông Klimkin nhấn mạnh rằng chính quyền Biden đã có những đánh giá sai về Kiev trong một số tình huống quan trọng. Tóm lại, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 này sẽ có ảnh hưởng lớn đến chính sách của Mỹ đối với Ukraine, trong khi Mỹ đang đối mặt với nhiều vấn đề nội địa. Kiev cần phải nỗ lực hơn nữa để đảm bảo sự ủng hộ từ Washington. Chiến địa Pennsylvania rực lửa, bà Harris tung chiêu gây ông đập lưng ông với ông Trump. Là một trong 7 bang chiến trường quan trọng, Pennsylvania liên tiếp đón các ứng viên tranh cử ghé thăm trong thời gian gần đây. 19 phiếu đại cử tri của Pennsylvania khiến bang này có sức hút lớn hơn nhiều so với các chiến địa khác, bao gồm Georgia 16 phiếu, Michigan 15 phiếu, Arizona 11 phiếu và Wisconsin 10 phiếu. Đối với cả hai ứng viên, Pennsylvania là bang phải thắng. Tới nay, hai ứng viên đã chi khoảng 350 triệu USD cho các quảng cáo trên truyền hình tại Pennsylvania, thậm chí còn nhiều hơn cả Michigan và Wisconsin cộng lại. Các nhân viên chiến dịch từ lưỡng đảng đều đang nỗ lực gõ cửa từng nhà nhằm giành thêm phiếu bầu cho ứng viên đảng mình. Hồi đầu tháng 10, chiến dịch của bà Harris cho biết họ đã gõ cửa 100.000 ngôi nhà trong tiểu bang chỉ trong ngày 5 tháng 10. Đây là lần đầu tiên chiến dịch đạt được ngưỡng đó trong một ngày. Không chịu kém thế, chiến dịch tranh cử của ông Trump cũng vừa thành lập nhóm Trump Force 47, một mạng lưới tình nguyện viên có mục tiêu giành được sự ủng hộ từ các cử tri độc lập, bao gồm 35.000 cử tri độc lập tại quận Erie, khu vực liên tục đưa ra những chỉ báo chính xác về người chiến thắng trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ từ năm 2008 tới nay. Chiến thuật gây ông đập lưng ông. Xuất hiện trên màn hình lớn tại sự kiện tranh cử tiểu bang dao động tại quận Erie, Pennsylvania, hôm 14 tháng 10, những lời chỉ trích của cựu Tổng thống Donald Trump về kẻ thù bên trong nước Mỹ không nhận được sự cổ vũ nhiệt tình thường thấy từ cử tri bên dưới khán đài. Bởi lẽ, đối thủ của ông Trump, bà Kamala Harris, mới nhân vật chính của sự kiện này. Bước ra khỏi cánh gà, Phó Tổng thống lập tức đi thẳng vào vấn đề. Các bạn, hãy rút điện thoại ra và quay clip lại để mọi người đều có thể biết rõ ông Donald Trump là ai. Đây là người đàn ông luôn giao giảng với chúng ta về kẻ thù bên trong nước Mỹ, nhưng kẻ thù thực sự với ông ấy là những người đi ngược lại với ý muốn của ông ấy mà thôi. Trước đó, ông Trump nhiều lần gọi các đối thủ đến từ đảng đối lập là những kẻ thù bên trong, cho rằng họ nguy hiểm hơn nhiều so với những mối đe dọa từ bên ngoài lãnh thổ. Các bạn không cần phải tin tôi, nhưng hãy tin những gì mà bạn thấy. Khi ấy, bạn sẽ biết ai mới là kẻ thù bên trong. Bà Harris nói với 6.000 người tham dự sự kiện. Chuyến thăm của bà Harris tới quận Erie, một quận đóng vai trò then chốt đối với chiến thắng toàn tiểu bang, là chuyến thăm đầu tiên của bà với tư cách là ứng cử viên đại diện Đảng Dân Chủ kể từ khi tiếp nhận ngọn đuốc từ Tổng thống Biden. Ông Trump từng giành chiến thắng tại quận này vào năm 2016, nhưng đã để thua sít sao 1%, tương đương 1.417 phiếu bầu trước ông Biden vào năm 2020. Từ đó, mất Pennsylvania vào tay người kế nhiệm. Nửa đầu bài phát biểu, bà Harris đã trình bày các đề xuất chính sách nhằm xây dựng một nền kinh tế cơ hội, giải quyết tình trạng bán phá giá và mở rộng chương trình chăm sóc sức khỏe Medicare dành cho người già và bệnh nhân. Phó Tổng thống gọi Erie là quận trục và kêu gọi những người trong đám đông hãy bỏ phiếu trước tháng 11 vì cuộc bỏ phiếu sớm đã bắt đầu ở tiểu bang này. Nhưng nửa sau bài phát biểu là lúc bà Harris tăng cường tấn công ông Trump. Bà ngày càng tham gia vào chiến lược vận động tranh cử khác thường, hướng sự chú ý của cử tri đến các cuộc meeting của đối thủ. Trong cuộc tranh luận tổng thống vào tháng trước, lần đầu tiên, ứng viên Đảng Dân Chủ này khuyến khích người Mỹ theo dõi những lần ông Trump xuất hiện trước công chúng và tập trung vào các tuyên bố gây tranh cãi cũng như các hành vi được xem là bất thường của ông. Chiến dịch của Phó Tổng thống Mỹ hôm 14 tháng 10 cũng phát hành một quảng cáo mới có tên Kẻ thù bên trong dựa trên những phát biểu của ông Trump, có sự góp mặt của hai cựu trợ lý an ninh quốc gia và cựu tổng thống là bà Olivia Choi và ông Kevin Carroll. Các cuộc tấn công của Đảng Dân Chủ trở nên dồn dập trong tối cùng ngày. Tại Green Bay, Wisconsin, người đồng hành tranh cử của bà Harris, thống đốc Minnesota, Tim Walz đã tung ra những lời chỉ trích gay gắt nhất từ trước đến nay về ông Trump. Xuất thân là quân nhân, ông Walz cho rằng ý tưởng sử dụng quân đội để dẹp yên các cuộc bạo loạn của Tổng thống là một ý tưởng cực kỳ tồi tệ. Phát biểu của ông Walz được cho là lời đáp trả đối với những gì cựu Tổng thống Trump đã tuyên bố tại quận Erie hồi tháng trước, nơi ông cho rằng bạo lực mới có thể giải quyết bạo lực,
ở các thành phố của Mỹ. Hồ sơ sức khỏe lên tiếng. Thời gian gần đây, bà Harris đã liên tục công kích ông Trump về vấn đề sức khỏe tinh thần, đặc biệt sau sự kiện tranh cử của ông Trump tại Philadelphia, Pennsylvania hồi đầu tuần này, nơi cựu Tổng thống đột ngột trả lời câu hỏi từ cử tri để đắm chìm vào những bài hát yêu thích của mình suốt gần 40 phút. Màn trình diễn ngẫu hứng của ông Trump đã nhận được những tràng pháo tay và cả nỗi lo lắng. Những người ủng hộ ca ngợi sức quyến rũ độc đáo của cựu Tổng thống, trong khi đó, những người chỉ trích coi đó là dấu hiệu đáng lo ngại về sức khỏe tâm lý. Hy vọng ông ấy ổn, bà Harris viết trên mạng X kèm theo một video quay lại cảnh ông Trump nhảy một mình trên sân khấu. Sự việc này xảy ra vào thời điểm then chốt trong cuộc bầu cử Tổng thống, khi những lo ngại về tuổi tác và sức khỏe của ông Trump đã trở thành trọng tâm trong các đối sách vận động tranh cử của bà Harris. Sau khi ông Joe Biden, 81 tuổi, rời cuộc đua vào Nhà Trắng sau một thời gian dài bị bủa vây bởi những câu hỏi liên quan đến sự minh mẫn của Tổng thống, Đảng Dân Chủ đã lựa chọn bà Kamala Harris, một ứng trẻ tuổi hơn ra tranh cử, đồng thời ném trả những câu hỏi ấy về phía đảng đối lập. Ông Trump, 78 tuổi, sẽ là Tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử nếu thắng cử vào năm nay và kết thúc nhiệm kỳ thứ hai ở tuổi 82. Cuối tuần trước, bà Harris đã công bố hồ sơ bệnh án cá nhân, trong đó kết luận bà có sức khỏe tuyệt vời và đủ khả năng đảm nhận cương vị Tổng thống. Hiện, Phó Tổng thống đang gia tăng áp lực buộc ông Trump phải có hành động tương tự. Tôi công khai hồ sơ bệnh án của mình, tại sao ông Trump không làm như vậy? Có điều gì uẩn khúc ở đây chăng? Bà Harris nói trong một cuộc phỏng vấn vào đầu tuần này. Kể từ ngày 13 tháng 10, đã có hơn 230 chuyên gia sức khỏe ủng hộ bà Harris, kêu gọi ông Trump tiết lộ tiền sử bệnh án của mình với lý do rằng những hành vi của ông Trump thời gian gần đây thể hiện những dấu hiệu đáng báo động về tình trạng suy giảm nhận thức. Cho đến nay, ông Trump vẫn từ làm theo yêu cầu này. Trong một cặp bài đăng trên Truth Social vào sáng 15 tháng 10, ứng viên Đảng Cộng Hòa tuyên bố bản thân khỏe mạnh hơn nhiều so với ông Clinton, Bush, Obama, Biden và đặc biệt là bà Kamala, nhưng ông quá bận rộn với chiến dịch tranh cử để có thời gian chứng minh điều đó. Hiện ông Trump và bà Harris vẫn bám đuổi sát nút trên các bảng thăm dò dư luận về tỷ lệ ủng hộ của cử tri tại bang Pennsylvania. Chưa có dấu hiệu nào cho thấy chiến thuật tranh cử mới của bà Harris sẽ thực sự kéo giãn khoảng cách giữa hai ứng cử viên tại khu vực này và khả năng nhuộm xanh Pennsylvania của Đảng Dân Chủ vẫn khó đoán định trong cuộc đua năm nay. Ông Trump nắm tỷ lệ cử tri ủng hộ vượt xa bà Harris ở bang Georgia. Tờ The Hill dẫn số liệu khảo sát được Đại học Tư thực Quinnipiac công bố hôm 16 tháng 10 cho thấy tỷ lệ ủng hộ từ cử tri bang Georgia dành cho ông Donald Trump đang là 52%. Trong khi đó, con số này ở ứng viên Dân Chủ Kamala Harris chỉ đạt 45%. Các ứng viên khác như chính trị gia Jill Stein từ Đảng Xanh hay Chase Oliver từ Đảng Tự do đều có tỷ lệ ủng hộ khoảng 1%. Cũng theo khảo sát trên, ông Trump cũng nắm được sự ủng hộ nhiều hơn bà Harris 7% ở mảng cử tri độc lập, với tỷ lệ lần lượt là 49% so với 42%. Có 4% cử tri độc lập chưa quyết định bầu cho ai. Đối với các ứng viên Stein và Oliver, mỗi người giành 2% tỷ lệ ủng hộ. Khi được hỏi liệu ai sẽ làm tốt hơn trong việc xử lý các vấn đề kinh tế, có 55% cử tri bang Georgia tham gia khảo sát nói rằng ông Trump làm tốt hơn, trong khi tỷ lệ này ở bà Harris là 43%. Với vấn đề nhập cư, 57% cử tri được hỏi nói ông Trump sẽ xử lý ổn thỏa hơn, trong khi có 41% cử tri lại ủng hộ bà Harris. Về vấn đề ai thành thật hơn giữa hai ứng viên Cộng hòa và Dân chủ, có 44% cử tri ở bang Georgia nói ông Trump thành thật hơn. Trong khi đó, con số này ở bà Harris là 42%. Theo The Hill, cuộc khảo sát trên của Đại học Quinnipiac được tiến hành trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 10, với 1.328 cử tri tới từ bang Georgia tham gia. Kết quả khảo sát được công bố chỉ một ngày sau khi hơn 328.000 cử tri bang Georgia đi bỏ phiếu sớm bầu Tổng thống Mỹ. Bang Georgia hiện nắm 16 phiếu đại cử tri, và số phiếu này đều rất quan trọng với cả ông Trump và bà Harris. Thẩm phán Mỹ bác loạt quy tắc bầu cử vi hiến ở bang chiến địa Georgia. CNN đưa tin, thẩm phán tòa án tối cao quận Fulton thuộc bang Georgia, ông Thomas Cook, hôm 16 tháng 10 giờ Mỹ, nói rằng có một số điều khoản được hội đồng bầu cử bang này thông qua gần đây có vấn đề. Điều khoản đầu tiên yêu cầu số lượng phiếu bầu phải được đếm bằng tay sau khi kết thúc quá trình bỏ phiếu. Còn hai điều khoản còn lại có nội dung liên quan tới việc chứng nhận kết quả bầu cử. Tòa tuyên bố những điều khoản trên là bất hợp pháp, vi hiến và vô hiệu, thẩm phán Thomas Cook nói trong phiên tòa. Theo CNN, loạt điều khoản mới được hội đồng bầu cử bang Georgia do Đảng Cộng hòa kiểm soát thông qua gần đây
dù không trao quyền quyết định cho các viên chức bầu cử, nhưng có điều khoản cho phép họ tiến hành cuộc điều tra hợp lý về kết quả bầu cử trước khi chứng nhận. Tuy nhiên, điều này lại khiến các thành viên Đảng Dân Chủ lo ngại về việc điều khoản trên sẽ trao cho các viên chức bầu cử quyền trì hoãn hay bác bỏ hoàn toàn việc chứng nhận kết quả. Được biết, bang Georgia hiện nắm 16 phiếu đại cử tri và số phiếu này đều rất quan trọng đối với cả ứng viên Cộng hòa Donald Trump và đối thủ tới từ Đảng Dân Chủ là bà Kamala Harris trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. Cựu Tổng thống Mỹ, khi đó là ông Donald Trump, đã thua tại bang này trước ứng viên Dân Chủ Joe Biden với tỷ lệ số phiếu lần lượt là 49,24% và 49,47%, tương đương 11.770 phiếu, kéo theo nhiều tranh cãi xoay quanh kết quả bầu cử tại đây. Trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm nay, cựu Tổng thống Donald Trump đang thực hiện một chiến lược đặc biệt nhằm thu hút cử tri nam trẻ tuổi. Theo BBC, thay vì tận dụng các kênh truyền thông chính thống, ông Trump đã chọn cách xuất hiện trên một loạt podcast và phương tiện truyền thông thay thế có lượng khán giả chủ yếu là đàn ông ở độ tuổi thanh niên. Chiến dịch tranh cử của ông Trump từng xác định một nhóm cử tri chủ chốt chiếm hơn 10% tổng số cử tri ở các tiểu bang dao động. Nhóm này chủ yếu gồm nam giới trẻ tuổi da trắng, nhưng cũng có một tỷ lệ đáng kể người Mỹ gốc Latin và gốc Á. Chiến lược tiếp cận qua những podcast và phương tiện truyền thông phi chính thống được lập ra để thu hút chính xác nhóm cử tri trên. Cụ thể, ông Trump tham gia các cuộc phỏng vấn với những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, diễn viên hài và những người dẫn chương trình phát thanh. Một số cái tên nổi bật trong danh sách này gồm diễn viên hài Trevor, nhóm Now Boys, YouTuber Logan Paul và streamer Adin Ross. Dù những cái tên kể trên có thể xa lạ với giới truyền thông dòng chính, nhưng họ có lượng người theo dõi lên đến hàng triệu trên các nền tảng trực tuyến. Chẳng hạn, tính riêng trên YouTube, video cuộc phỏng vấn cựu Tổng thống Trump đến nay đã thu hút gần 14 triệu lượt xem. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy có sự chênh lệch đáng kể về giới tính giữa các cử tri trẻ về quan điểm chính trị. Theo cơ quan thăm dò giới trẻ của Đại học Harvard, Mỹ, trong khi 70% phụ nữ dưới 30 tuổi ủng hộ đối thủ của ông Trump là Phó Tổng thống Kamala Harris, chỉ có 53% nam giới trong cùng nhóm tuổi ủng hộ bà. Ngược lại, có 36% nam giới trẻ ủng hộ ông Trump, so với chỉ có 23% ở nữ giới trẻ. Daniel Koch, Giám đốc Trung tâm Khảo sát về Đời sống Mỹ cho rằng, khoảng cách giới tính phản ánh một sự chia rẽ lớn hơn trong xã hội nước này, khi nhiều thanh niên cảm thấy bị các chính trị gia bỏ rơi. Ngày càng nhiều đàn ông trẻ cố gắng hiểu được vai trò của họ trong xã hội. Họ phải phấn đấu nhiều hơn về bằng cấp, gặp nhiều trở ngại hơn về sức khỏe tâm thần và thậm chí có sự gia tăng tỷ lệ tự tử, ông Cox cho hay. Đây là những mối lo rất thực tế, song có cảm giác rằng chưa một chính trị gia nào quan tâm đến chúng. Chính vì vậy, chiến lược mới của ông Trump hướng tới mục đích tạo ra một hình ảnh chính trị gia thân thiện và gần gũi hơn đối với tầng lớp cử tri này. Các cuộc phỏng vấn và podcast chính là dịp cựu Tổng thống 78 tuổi thể hiện tầm hiểu biết về những vấn đề phổ biến trong giới trẻ như thể thao và giải trí, thay vì bộc lộ những quan điểm chính trị gây tranh cãi. Nhiều người trẻ không muốn tìm hiểu những thông tin khô khan, ông Cox lưu ý thêm. Mối quan tâm hàng đầu của họ chỉ có thể là tiền điện tử hoặc trò chơi điện tử. Chính trị là thứ được quan tâm sau cùng, và chúng chỉ được tiếp nhận qua cửa phụ, tức là các phương tiện truyền thông phi chính thống, thay vì cửa chính, các phương tiện thông tin dòng chính. Chiến lược mới của cựu Tổng thống Trump có vẻ hiệu quả trong việc thu hút sự chú ý của cử tri trẻ là nam giới, nhất là so với cách tiếp cận tương tự từ Phó Tổng thống đương nhiệm Kamala Harris, đối thủ chính của ông trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Bà Harris và Phó tướng Tim Walz thời gian qua cũng có nhiều nỗ lực trong việc thu hút sự ủng hộ từ cử tri nam, từ việc lồng ghép một số vấn đề gây hứng thú cho phái mạnh như súng đạn, thể thao, trò chơi điện tử, đến trực tiếp tham dự các trận đấu bóng bầu dục hoặc một số buổi đi săn ngoài trời. Tuy nhiên, sự ủng hộ của nam giới dành cho bà Harris vẫn dưới ông Trump một khoảng cách khá xa. Theo thăm dò mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu Pew, Phó Tổng thống của Đảng Dân Chủ chỉ nhận được khoảng 43% tỷ lệ ủng hộ của cử tri nam so với 51% dành cho cựu Tổng thống của Đảng Cộng Hòa. Dù vậy, cách tiếp cận mới mẻ của ông Trump không phải không có thách thức. Một trong những thách thức lớn nhất là làm thế nào để chuyển sự quan tâm này thành phiếu bầu thực sự. Một số chuyên gia đặt câu hỏi liệu ông Trump có thể mở rộng số người bỏ phiếu cho mình trong các thành phần cử tri nam giới, từ lâu được xem là lực lượng ủng hộ nòng cốt của cựu Tổng thống Mỹ hay không. Theo giáo sư truyền thông Jack Brattick từ Đại học Rutgers, Mỹ, lực lượng nam giới trẻ hoạt động tích cực trên không gian mạng từng đóng góp rất nhiệt thành cho chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2016.
Đó là thời điểm bùng nổ trào lưu chế hình meme về chính trị cùng các diễn đàn thảo luận chính trị xã hội. Nhưng tình hình đã rất khác sau 8 năm, khi hiện tại chưa có phong trào chính trị trực tuyến nào của các nam thanh niên cánh hữu đủ lớn để tác động mạnh mẽ đến kết quả cuộc bầu cử tổng thống năm nay. Tuy nhiên, giáo sư Pratik cho rằng chiến lược của Trump thành công hay thất bại phụ thuộc vào sự xuất hiện của lượng đàn ông trẻ ít quan tâm đến chính trị tại các điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Và giống như nhiều hoạt động khác trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay, kịch bản đến từ các cử tri trẻ tuổi này bao giờ cũng chứa đựng những yếu tố bất ngờ. Dù lên tiếng bảo vệ Tổng thống Biden về vấn đề sức khỏe, bà Harris nói rằng sẽ không tiếp nối chính sách của chính quyền đương nhiệm nếu thắng cử. Theo Guardian, trong ngày 16 tháng 10, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã có cuộc phỏng vấn với nhà báo Chris Spire trên đài Fox News, nơi được coi là sân nhà của ông Donald Trump. Khi được ông Biden hỏi về những dấu hiệu cho thấy sức khỏe tinh thần của Tổng thống Biden suy giảm, bà Harris đã nhanh chóng lên tiếng bảo vệ Tổng thống đương nhiệm. Tôi đã luôn theo dõi ông Biden từ phòng bầu dục cho tới phòng tình huống. Ông ấy có đủ kinh nghiệm và khả năng phán đoán để đưa ra những quyết định quan trọng cho nước Mỹ, bà Harris nói. Nhà báo của Fox News sau đó đã hỏi bà Harris rằng liệu bà có làm điều gì khác biệt so với chính quyền đương nhiệm hay không? Đề cập tới việc Đảng Cộng Hòa đang cố liên hệ bà Harris với chính sách của ông Biden. Hãy để tôi nói rõ ràng, nhiệm kỳ của tôi sẽ không phải là sự tiếp nối của chính quyền Tổng thống Biden. Giống như mọi Tổng thống khác, tôi sẽ mang trải nghiệm sống, kinh nghiệm công việc và những ý tưởng mới tới Nhà Trắng. Tôi là người đại diện cho một thế hệ lãnh đạo mới, bà Harris cho biết. Nhà báo Bayer tiếp tục trích dẫn một cuộc khảo sát, cho thấy phần lớn người dân Mỹ nghĩ rằng chính phủ đang lầm đường. Dù bà Harris đã làm phó tổng thống kể từ tháng 1 năm 2021, bà Harris trả lời rằng đó là sự mệt mỏi với ông Biden và ông Trump, nhấn mạnh ông Trump đã tranh cử liên tục từ năm 2016. Ông Trump là người nói về kẻ thù bên trong, là người muốn dùng quân đội để đối phó với người dân Mỹ. Tôi sẽ không bao giờ nói như vậy, bà Harris nói. Trước đó, đài CBS đã trích dẫn 6 nguồn tin thân cận với Tổng thống Mỹ Joe Biden, tiết lộ ông chủ Nhà Trắng đang cảm thấy chạnh lòng vì những động thái của Phó Tổng thống Kamala Harris và Đảng Dân Chủ. Nguồn tin của CBS cho biết, Tổng thống Biden đã nhận ra bà Harris đang cố gắng tách biệt khỏi các chính sách của ông trong các cuộc vận động tranh cử gần đây. Tổng thống Biden hoàn toàn sững sờ bởi một khoảnh khắc trong cuộc tranh luận giữa bà Harris và ông Trump. Phó Tổng thống khi đó tuyên bố rằng bà không giống ông Biden hay ông Trump, mà là người đại diện cho một thế hệ lãnh đạo mới. Một quan chức thân cận với ông Biden nói. Một quan chức khác tiết lộ, ông Biden nhận thức rõ Đảng Dân Chủ cần tập trung hoàn toàn cho bà Harris ở thời điểm hiện tại. Tuy vậy, Tổng thống Mỹ vẫn cảm thấy chạnh lòng khi các thành tựu về kinh tế và xã hội của ông không còn được nhắc tới. Trong một cuộc phỏng vấn tuần trước, Tổng thống Biden vẫn cho rằng ông có thể chiến thắng ông Trump một lần nữa. Thực tế là kết quả thăm dò của tôi luôn nằm trong phạm vi đánh bại ông Trump, ông Biden nói. Dù có đôi chút buồn lòng, nhưng tất cả nguồn tin của CBS đều khẳng định Tổng thống Biden muốn bà Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng 11. Ông Biden luôn nói, điều quan trọng nhất là bà Harris phải chiến thắng. Ông ấy luôn luôn ủng hộ bà Harris 100%. Đội ngũ của ông Biden và bà Harris vẫn thường xuyên thảo luận với nhau, một quan chức cấp cao nói với CBS. Ở một diễn biến khác, theo CNN, trong ngày 14 tháng 10, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã lên tiếng chỉ trích ứng viên Cộng hòa Donald Trump vì những bình luận liên quan tới kẻ thù bên trong. Mọi người đã nghe ông Trump nói về kẻ thù bên trong. Dường như ông ta muốn ám chỉ những ai không ủng hộ mình là kẻ thù của nước Mỹ. Ông ấy muốn quân đội đối phó họ, và tôi biết ông ấy đang nhắm tới ai. Ông Trump muốn tấn công những nhà báo mà ông ta không ưa, muốn tấn công những viên chức từ chối tìm kiếm thêm phiếu bầu cho ông ta, bà Harris cho biết. Bà Harris nhấn mạnh rằng, nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump là rủi ro lớn với nước Mỹ và những lời hứa hẹn của cựu Tổng thống Mỹ đều tiềm ẩn nguy cơ. Thống đốc Minnesota Tim Walz, phó tướng của bà Harris, cũng đã chỉ trích ông Trump vì vấn đề này. Là một người từng mặc quân phục, việc ông Trump muốn sử dụng vệ binh quốc gia và quân đội để chống lại các đối thủ chính trị khiến tôi buồn nôn, ông Walz nói. Trước đó, ông Trump đã gợi ý về việc triển khai quân đội hoặc vệ binh quốc gia để đối phó kẻ thù bên trong, khi ngày bầu cử diễn ra. Chúng ta có một số đối tượng tồi tệ, lệch lạc, những kẻ cực đoan bên trong đất nước Mỹ. Tôi nghĩ mọi việc sẽ dễ dàng xử lý bởi lực lượng vệ binh quốc gia nếu cần thiết, hay bởi quân đội nếu thật sự cần thiết, ông Trump tuyên bố.